Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Kính thưa quý vị, sử dụng thuốc tránh thai là biện pháp ngừa thai phổ biến nhất hiện nay. Thế nhưng có rất nhiều loại thuốc tránh thai khác nhau. Hiểu được đặc tính của từng loại và sử dụng loại phù hợp sẽ giúp hiệu quả ngừa thai cao hơn và hạn chế các tác dụng phụ của thuốc. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng báo Sức khỏe và Đời sống tìm hiểu về các loại thuốc tránh thai. Hiện nay, trên thị trường có hai loại thuốc tránh thai chính, bao gồm thuốc tránh thai Procrestin và thuốc tránh thai kết hợp. Vỉ thuốc có hai loại là vỉ dạng 21 viên và vỉ dạng 28 viên. Đa số các loại thuốc tránh thai hiện nay đều là thuốc tránh thai kết hợp. Thuốc tránh thai kết hợp là loại thuốc chứa cả hormone estrogen và hormone Procrestin. Sự kết hợp giữa hai loại hormone này mang lại những lợi ích như giảm đau nửa đầu do kinh nguyệt cả về mức độ và thời gian đau, giảm ra máu và giảm triệu chứng đau ở bệnh u xơ tử cung, nội mạc tử cung. Kinh nguyệt sẽ đều hơn, giảm máu kinh, giảm đau bụng kinh, rút ngắn thời gian hành kinh. Bên cạnh đó, loại thuốc tránh thai này sẽ giúp giảm mụn, giảm nguy cơ viêm vùng xương chậu, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng và còn tăng cường kết cấu xương trước khi mãn kinh. Cũng như các loại thuốc tránh thai khác, thuốc tránh thai kết hợp cũng có thể làm tăng nhẹ nguy cơ đau tim, đột quỵ, đặc biệt là ở người sau 35 tuổi có hút thuốc. Do đó, phụ nữ ngoài 35 tuổi có hút thuốc không nên sử dụng thuốc tránh thai kết hợp. Bên cạnh thuốc tránh thai kết hợp, còn có thuốc tránh thai Procrestin. Đây là loại thuốc tránh thai chỉ chứa duy nhất hormone Procrestin. Loại thuốc tránh thai này thường được chỉ định cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, người có nguy cơ huyết khối. Thuốc tránh thai Procrestin cần phải uống vào một giờ nhất định trong ngày. Nếu không uống thuốc sẽ không có hiệu quả. Uống thuốc muộn cũng khiến tác dụng ngừa thai giảm đi đáng kể. Tuy vậy, nhược điểm của thuốc tránh thai đó là khó sử dụng, dễ quên liều thuốc, gây khó khăn khi uống bổ sung liều, cần phải ghi nhớ sử dụng vỉ thuốc tiếp theo đúng quy định. Nếu dùng sai vỉ, có thể dẫn tới nguy cơ có thai. Do vậy, các chuyên gia lưu ý khi sử dụng thuốc tránh thai, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, uống thuốc đúng liều, không dùng thuốc tránh thai kết hợp nếu phụ nữ trên 35 tuổi có hút thuốc lá, người có nguy cơ cao bị đông máu, người mắc bệnh tim mạch, người bị ung thư gan và ung thư vú. Cần thận trọng khi dùng thuốc tránh thai kết hợp với các loại thuốc khác. Một số tác dụng phụ của thuốc là tăng cân, đau tức ngực, buồn nôn, chảy máu giữa các kỳ kinh. Bên cạnh sử dụng thuốc tránh thai, phụ nữ có thể cân nhắc một số biện pháp tránh thai hỗ trợ, không cần phải ghi nhớ như que cấy tránh thai, phòng tránh thai hoặc bao cao su. Để có thể lựa chọn được loại thuốc và biện pháp tránh thai phù hợp, bạn nên đến các trung tâm y tế hoặc bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra và có những chỉ định phù hợp với từng thể trạng sức khỏe khách hàng.